Chương 1. Mở đầu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Lịch sử tiểu thuyết Yên, Tử Cư, sĩ Trần Đại, sĩ Ba Quyển. 30 hồi, 1120 trang Anh Hùng Tiêu Sơn lịch sử tiểu thuyết Yên, Tử Cư, sĩ Trần Đại, sĩ chú thích của Thư viện hướng dẫn độc giả đọc các tác phẩm của Yên, Tử Cư, sĩ Trần Đại, sĩ. Các bộ lịch sử tiểu thuyết của Yên, Tử Cư, sĩ được chia ra làm 5 thời đại. 1. Thời đại Lĩnh Nam 39.43 sau Tây lịch, thuật cuộc khởi nghĩa của vua Trưng cùng 162 anh hùng, lập thành triều đại Lĩnh Nam. Thời đại này chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1. Anh hùng Lĩnh Nam. Về phương diện sử hình thành tinh thần, tức chủ đạo của người Việt sau một thời gian dài bị bắt thuộc, Hai Bà Trưng cùng các anh hùng chuẩn bị cuộc khởi nghĩa, 4 quyển, mang tên Anh hùng Lĩnh Nam. Gồm 40 hồi, mỗi quyển 10 hồi. Ôn lại tích xưa. Thuật lại sự tích thánh giống. Cuộc chiến giữa vua An, Dương và Triệu Đà, tích nảy nỏ thần. Sự tích thánh tản, thánh chèm. Về phương diện văn hóa cách làm ám cá, luộc gà. Sự nghiệp âm nhạc của Trương Chi. Cách chữa bệnh suyễn, cảm, cúng bằng dược học. Giai đoạn 2. Động Đình Hồ Ngoại Sử. Về phương diện sử nối tiếp giai đoạn 1, Anh hùng Lĩnh Nam có 2 khuynh hướng. Một khuynh hướng chủ chiến, muốn khởi nghĩa quét giặc Hán khỏi đất nước gồm Hai Bà Trưng và ông Đặng Thi Sách. Một khuynh hướng muốn hòa giải, hợp tác với Hán, gồm Trần Tự Sơn, Đào Kỳ, Hoàng Thiều Hoa, giúp Hán đánh thục, rồi xin được trả độc lập. Khuynh hướng chủ hòa thắng thế. Anh hùng Lĩnh Nam kéo quân giúp Hán diệt thục. Thục sắp bị diệt thì Hán trở mặt bắt giam thủ lĩnh người Việt. Anh hùng Lĩnh Nam bèn hợp tác với thục, đánh chiếm Trung chấm Quy U Ốc, chia 3 thiên hạ thành thế chân vạc Hán, Thục, Lĩnh Nam. Lãnh thổ Lĩnh Nam bắc tới Hồ Động Đình. Giai đoạn này gồm 3 quyển, 30 hồi từ hồi 41 tới hồi 70, mang tên Động Đình Hồ Ngoại Sử. Về phương diện văn hóa nghệ thuật làm chả cá, nghệ thuật làm thuốc lào. Giai đoạn 3. Cẩm Khê Di Hận. Về phương diện sử Anh hùng Lĩnh Nam khởi nghĩa thành công, Tôn Trưng trắc lên làm vua. Vua Trưng cùng chư vị anh hùng kiến tạo thành triều đại Lĩnh Nam. Triều đình Đông Hán Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí thống lĩnh 14 đại tướng, đem quân nghiêng nước quyết diệt Lĩnh Nam. Cuộc ra quân từ tháng 7 năm 39 sau Tây lịch. Cuộc kháng chiến vĩ đại kéo dài đến tháng 2 năm 43. Tổng cộng 43 tháng. Cuối cùng vì dân Lĩnh Nam ít, bị Hán dùng số đông đè bẹp, vua Trưng bị nội phản, tuẫn quốc tại Cẩm Khê. Giai đoạn này gồm 4 quyển, 40 hồi từ hồi 61 tới hồi 100, mang tên Cẩm Khê Di Hận. Về phương diện văn hóa rất phong phú. Người Việt có văn tự là chữ khoa, đẩu. Biết đúc trống đồng. Biết làm lịch không khác với lịch hiện đại, 2001, làm bao. Triều đình soạn luật, soạn các sách sử. Lời khuyên của Viện Pháp Á. Quý độc giả nên đọc theo thứ tự. Anh hùng Lĩnh Nam, Động Đình Hồ Ngoại Sử, Cẩm Khê Di Hận. Có như vậy mới thấu hiểu hết chi tiết về thời đại này. 2. Thời đại Tiêu Sơn 1010-1225, thuộc giai đoạn thịnh trị bậc nhất của tộc Việt. Tiêu Sơn là tên ngọn núi nhỏ, nơi kết phát ngôi mộ của tổ tiên họ Lý, do đó Lý Công Uẩn được lên ngôi vua. Tiêu Sơn cũng là tên ngôi chùa mà thổ thơ Ấu, vua Lý Thái Tổ đã tu học. Vì vậy cổ văn học còn gọi thời gian triều Lý cai trị là thời đại Tiêu Sơn. Thời đại Tiêu Sơn là thời đại thịnh trị của tộc Việt. Nam bình chim mở mang bờ cõi. Bắc đánh Tống. Thời đại này chia làm 5 giai đoạn chính. Giai đoạn 1. Anh hùng Tiêu Sơn. Về phương diện sử thuật, bằng cách nào mà các thiền sư đã giáo huấn, rồi đưa một đệ tử tên Lý Công Uẩn lên làm vua, tức vua Lý Thái Tổ. Hào Kiệt hồi đó làm cách nào để có thể giảng hòa những tranh chấp quyền lực trong nước. Những người này là anh hùng Tiêu Sơn. Mặc dù phía Bắc, Tống luôn tìm cách tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ Đại Việt. Giai đoạn này gồm 3 quyển, 30 hồi, từ hồi 1 đến hồi 30, mang tên Anh hùng Tiêu Sơn. Anh hùng Tiêu Sơn thiết lập kế hoạch đòi lại lãnh thổ tộc Việt cũ lên tới Hồ Động Đình. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhất, nhưng có tính cách cục bộ. Đánh chim lần thứ nhất, 1020. Mượn lời các nhân vật, tác giả thuật lại cuộc khởi binh của bà Triệu, của bố, cái đại vương. Về phương diện văn hóa lịch sử Thiền, Tông Đại Việt biện biệt sự khác nhau của Thiền, Hoa, Thiền Việt. Thuật xuất hồn. Hành trạng các thiền, sư đắc pháp thành bộ, tác yêu nước chủ trương đem đạo pháp giúp dân tộc như là Quý, An, Vô, Ngại, Bố, Đại, Sùng, Phạm, Vạn, Hạnh, Minh, Không. Giải thích về sấm ký. Giải thích thuật đoán giải mộng. Phương cách tế thời lý. Thập đại danh hoa, thập đại danh hồng. Thuật nấu bún riêu. Phương thuốc kịch độc dùng luyện chu chấm S.A. ngũ độc chưởng. Giai đoạn 2. Thuận Thiên Di Sử. Về phương diện sử nối tiếp giai đoạn 1. Lý Công Uẩn lên làm vua lấy hiệu là Thuận Thiên. Thuận Thiên Hoàng đế, sau khi băng được tôn là Thái Tổ, sử gọi là vua Lý Thái Tổ. Bộ thứ nhì của thời đại Tiêu Sơn này mang tên Thuận Thiên Di Sử, gồm 3 quyển, 30 hồi, từ hồi thứ 31 đến hồi thứ 60. Các anh hùng Tiêu Sơn giúp Thuận Thiên Hoàng đế chống với cuộc chiến tranh lạnh của Tống, tiêu diệt một tôn giáo ngoại nhập, đã gây ra những cuộc chém giết khủng khiếp, nhất là mưu dân nước cho Tống. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhì. Anh hùng Tiêu Sơn liên kết với những nước thuộc tộc Việt cũ. Sim, Đại, Lý, Lửa NG.Quy U Ảng. Trong mưu đồ đòi lại cố thổ. Về phương diện văn hóa ý nghĩa thập đại phong lan. Phong thủy tha NG.Longg. Cách làm chả cá. Giải thích thập mục ngưu đồ trong Thiền Tông. Lịch sử Séc, Nga, Sơn khoái lạc. Dùng phụ nữ trẻ làm cây, thuốc để trường thọ. Hành trạng Đào Hà, Thanh, Tổ sư Hát, nói hay ca.tru hay Hát ả, Đào. Giai đoạn 3. Anh hùng Bắc, Cương. Về phương diện sử nối tiếp giai đoạn 2, gồm 4 quyển, 40 hồi từ hồi thứ 61 đến hồi thứ 100, mang tên Anh hùng Bắc, Cương. Bắt đầu đi vào giai đoạn hùng tráng. Nguyên giữa biên giới Hoa, Việt có 207 bộ tộc ít người, gồm các giống Thái, Nùng, Mèo, Lô, Lô v.v. Đó là di tích của chế độ Lạc Hầu, Lạc tướng thời vua Hùng, vua An, Dương, vua Trưng còn sót lại, sử gọi họ là Anh hùng Bắc, Cương. Vì theo chế độ cha truyền con nối, nên các động trưởng, trang trưởng có nhiều quyền hành. Các trang động này như hàng rào bảo vệ Đại Việt. Khi quân Trung.Quy U ốc muốn đánh Đại Việt, thì phải chiếm được các trang động này trước. Khi chiếm được các trang động này, thì dễ dàng chiếm vùng đồng bằng, đe dọa thủ đô Tha.Ng.Longg. Vì triều Tống, khi thì đe dọa, khi thì lôi kéo, đem chức tước ra dụ dỗ các động trưởng, châu trưởng về với họ. Nhưng các trang động này cùng Anh hùng Tiêu Sơn liên kết, lúc nào cũng trung thành với Đại Việt. Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra như thế nào? Về phương diện văn hóa phương pháp nấu rượu cúc, rượu tăm, rượu tắc kè. Giai đoạn 4. Anh linh thần võ tộc Việt. Về phương diện sử nối tiếp giai đoạn 3, gồm 4 quyển, 40 hồi từ hồi 101 đến hồi 140, mang tên Anh.Linh.H thần võ tộc Việt. Đây là giai đoạn hùng tráng của tộc Việt. 8 vùng tộc Việt liên kết nhau đánh Tống lần thứ 3, giúp Nùng Trí Cao khởi binh, chiếm lại vùng Lưỡng, Quảng, lên tới Trừ NG.Sa, Hồ Động, Đình. Nùng Trí Cao xưng là Nhân Huệ Hoàng đế, lập ra nước Đai, Nam. Về phương diện văn hóa tổ chức binh bị hồi đó khiến Tống phải học theo. Y học tiến tới chỗ cực thịnh. Lời khuyên của Viện Pháp Á. Quý độc giả nên đọc theo thứ tự từ hồi thứ nhất đến hồi thứ 140, tức đọc Anh hùng Tiêu Sơn rồi tới Thuận Thiên Di Sử, Anh hùng Bắc, Cương. Cuối cùng là Anh.Linh.H thần võ tộc Việt. Giai đoạn 5. Nam.Quy U ốc Sơn Hà. Về phương diện sử đây là giai đoạn cực kỳ hùng tráng của tộc Việt. Bấy giờ vua Tống Thần Tông dùng những cải cách về thuế khóa, canh nông, binh bị của Vương An Thạch. Trung.Quy U ốc trở thành giàu có xúc tích. Vua Tống chuẩn bị đem quân đánh chiếm Đại Việt, đặt thành quận, huyện. Bên Việt bấy giờ vua Lý Nhân Tông mới 9 tuổi, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu phụ chính. Ngài thấy rằng ngồi yên đợi giặc sao bằng tìm giặc mà đánh. Ngài sai Trung.Th Anh Vương Lý Hoàng Chân, Tín, Nghĩa Vương Lý Chiêu Văn, cùng Lý Thường, Kiệt, Tôn Đảng đem quân đánh phá các kho tàng của Tống ở Hoa, Nam và chiếm các châu Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch rồi rút về. Tống đem quân nghiêng nước sang trả thù, nhưng bị quân Việt đánh bại. Bộ này mang tên Nam.Quy U ốc Sơn Hà, dài 50 hồi, 5 quyển, 2260 trang. Bộ này có thể đọc độc lập, không cần phải đọc trước 4 bộ trên. Về phương diện văn hóa rất đa dạng. Trong trận đánh Ung.chô các anh hùng đã biến chế nỏ thần, pháo thăng thiên thành lôi, tiễn, giống như Đại Bác ngày nay. Đây là tiền thân của thần công. Sau này người Trung .Quy Ốc học được của người Việt, rồi chế thành pháo binh cho Mông, Cổ. Mông, Cổ đánh châu Âu mang lôi, tiễn sang, sau này người Đức chế thành hỏa tiễn V1, V2, và ngày nay thành phi đạn, thành phi thuyền. Cải cách về nông nghiệp, thuế khóa, y học rực rỡ vô cùng. 3. Thời đại Đông ta. Trong Hán tự, chữ Đông với chữ A ghép lại thành chữ Trần. Vì vậy sử gọi thời gian Trần Triều cai trị là thời kỳ Đông ta. Thời đại Đông ta chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1. Anh hùng Đông ta dựng cờ bình Mông Việt thành lập triều Trần, đánh Mông Cổ lần thứ nhất, mang tên Anh Hùng Đông ta dựng cờ bình Mông. Gồm 5 quyển, 50 hồi, 2566 trang. Giai đoạn 2. Anh hùng Đông ta gươm thiên hàm, tử đánh Mông Cổ lần thứ 2 và 3. Mang tên Anh Hùng Đông ta gươm thiên hàm, tử, gồm 5 quyển, khoảng 2500 trang, chưa xuất bản. Những nguồn tài liệu thời đại Tiêu Sơn độc giả đã đọc trên 900 trang phần đầu bộ Anh hùng Tiêu Sơn, mang tên Thầy Tăng mở nước. Đối với các độc giả cao minh, bài viết dưới đây dường như vô ích. Tuy vậy tôi thấy cần phải viết, để độc giả trẻ tuổi, thời thơ ấu ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hiểu rõ hơn những vấn đề trong sách. 3 vấn đề cần phải nói rõ hơn. 1 là những nguồn tài liệu mà tôi dùng để sưu khảo, lấy làm chính yếu, rồi dựa vào đó, xây dựng tác phẩm. 2 là những người âm thầm cộng tác với tôi trong công cuộc biên tập này, dù những người đó không muốn nêu danh ra. Nhưng bổn phận tôi phải trình bày. 3 là phân giải đôi điều với độc giả, chưa có duyên hiểu về những huyền bí trong Phật giáo. Về nguồn tài liệu trước hãy nói về nguồn tài liệu. Chia làm 2 rõ rệt. Y. Tài liệu Việt Nam. Tài liệu này gồm 3 nguồn. Thứ nhất, do tiền nhân tôi để lại. Hầu hết chép tay, hoặc in mộc bản. Nguồn thứ nhì do người Pháp sưu tầm, cất tại Thư viện Paris. Nguồn thứ 3, người Trung .Quy Ốc cất giữ tại Thư viện Thượng Hải, Bắc, Kinh, Quảng, Đông, Quảng, Tây, Vân, Nam, Quý, Châu và Hồ Nam. Đã có vị, sau khi đọc bộ Anh hùng Lĩnh Nam, Động Đình Hồ Ngoại Sử, Cẩm Khê Di Hận phát biểu rằng tác giả chẳng có tài cán gì. May nhờ di sản ông cha để lại cho một kho tàng mà thôi. Tuy lời phát biểu của vị này đưa ra trong lúc thiếu bình tĩnh, nhưng nó lại rất chân thực. Tôi đã trả lời. Đúng thế. Bất cứ ai đầu thai làm cháu của ông tôi cũng có thể được giáo huấn như tôi. Cũng thụ lĩnh di sản khổng lồ của tiền nhân tôi để lại. Không chừng viết còn hay hơn tôi nhiều. Rất tiếc tài tôi hèn, sức tôi mọn, không xứng đáng với hoài vọng của ông cha, nên chỉ làm được có thế. Cho nên tôi luôn nhận mình là đứa con bất hiếu ơ. Đấy là nói về thời đại Lý Nhờ.Nam. Còn nói về thời đại Tiêu Sơn, tôi cần chỉ rõ, bất cứ ai đầu thai làm con của thân phụ tôi cũng được bản sư Nam, Hải Diệu, Quang, Thích Thanh Kiến, Thích Thanh, Lạp, Thích Chân thường phát tâm giảng về thiền, sử Việt, Hoa kỹ càng. Không chừng ngộ tính cao, tường thuật hay hơn tôi gấp bội. Vậy những tài liệu nào tôi căn cứ vào đó, viết bộ Anh hùng Tiêu Sơn? Dưới đây tôi xin liệt kê. Những bộ nào tôi kê trước, thì chính yếu hơn các bộ liệt kê sau. 1. Trước hết bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, do cụ Phan Thanh giảng làm tổng tài. Nhóm sử thần bắt đầu biên tập niên hiệu tự Đức thứ 9, bí nhờ.Thn, 1956. Hoàn thành niên hiệu Kiến, Phúc Nguyên Niên, Giáp, Thân, 1884. Nội dung chia ra. Ở quyển đầu, chép các sắc chỉ, tấu chương, thể lệ, danh tính ban biên tập ở tiền biên 5 quyển, chép từ Hồng Bàng đến Thập Nhị Sứ Quân. Ở chính biên, 47 quyển, chép từ Đinh Tiên Hoàng đến Lê Mẫn Đế. Trong đó bút tích ngoại tổ cùng phụ thân phát biểu ý kiến, phê chằng chịt khắp mọi trang. Năm 1973, sợ để trong nhà, có khi bị mất, bị cháy. Tôi tặng cho Phủ Quốc vụ Khanh đặc trách văn hóa. Đầu quyển nhất, tôi dành ra 15 trang đánh máy, chỉ rõ cho độc giả biết nguồn gốc bản này của gia đình tôi được lưu truyền như thế nào. Sau đó mỗi khi cần dùng, tôi lại tới mượn về sưu khảo. Từ năm 1975, tôi dùng bản của Thư viện Paris. Trong bản này không thấy có những bút phê bên cạnh. 2. Bộ thứ nhì là Đại Việt Sử Ký. Hàng Lâm Viện Học Sĩ, Kim Quốc, Sử Viện Giám Tu, Bả NG.NH Ảng Đại Khoa Niên Hiệu Thiên, ứng chính bình thứ 16 đời vua Trần Thái, Tông, Đinh, Mùi, 1247, Lê Văn Hưu soạn, chép từ Triệu Đà đến Lý Chiêu Hoàng. Bộ này hoàn tất vào tháng 6 niên Hiệu Thiệu, Long Nguyên Niên, Nhâm, Thân, 1272, đời vua Trần Nhân, Tông. Niên Hiệu Diên, Ninh thứ nhì đời Lê Nhân, Tông, Ất, Hợi, 1455. Vua Sai Quốc, Sử Bác, Sĩ Phan Phu, Tiên chép sử. Phan Phu, Tiên chép nối tiếp bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu, tức từ niên Hiệu Kiến, Trung Nguyên Niên đời Trần Thái, Tông, Ất, Dậu 1225, đến khi quân Minh bị đuổi về nước, 1428. Vì vậy bộ sau này được mang tên là Đại Việt Sử Ký Tục Biên. Niên Hiệu Hồng, Đức thứ 10, Kỷ, Hợi, 1479, vua Lê Thánh, Tông sai sử thần Ngô Sĩ Liên biên soạn một bộ chính sử. Ông Ngô Sĩ Liên tu bổ bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu, Đại Việt Sử Ký Tục Biên của Phan Phu Tiên, rồi chép thêm. Vì vậy bộ sử mới mang tên Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, chia làm 15 quyển. Từ Hồng Bàng đến Ngô Sứ Quân 5 quyển, gọi là Ngoại, Kỷ. Từ Đinh Tiên Hoàng đến Lê Thái Tổ 10 quyển, gọi là Bản, Kỷ. Bản của tiền nhân tôi để lại là bản do Triều Tây Sơn in vào tháng Chạp năm canh.th, đầu 1801. Xét nội dung hai bộ của Lê, Ngô, tôi thấy ân Ngô Sĩ Liên hầu như chép lại bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu từ Triệu Đà đến Lý Chiêu Hoàng. Ân Ngô Sĩ Liên thêm vào bộ của Lê Văn Hưu hai thiên Hồng Bàn, Ngoại Kỷ và Thục Kỷ. Để viết hai thiên này, Ngô đã mượn các truyện thần thoại trong Việt Điện U Linh tập của Lý Tế Xuyên và Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp. Bản của tiền nhân tôi có rất nhiều người phê bên cạnh. Phần Châu phê, ông tôi bảo đó là của Dực Tông Anh .H.O. An Đế, tự Đức. Lời Châu phê Hồng Bàn thì kỹ như sau: ngưu quỷ, xa thần. Bất nghi tín giả nghĩa là ma trâu, đầu rắn, không nên tin. Ân Ngô Sĩ Liên chép tiếp tục từ Lý Chiêu Hoàng đến Lê Thánh Tông. Hồi 1962, trong khi tôi đi du học chưa về, phụ thân tôi trao cho Viện Khảo Cổ, rồi cụ phó bản Nguyễn Sĩ Giác mượn, để dịch thuật. Khi tôi trở về nước, thì không tìm lại được. Tôi đành cho chụp microfilm bản của Thư viện Paris, và dùng bản này. Sau năm 1975, tôi lại dùng bản chính của Thư viện Paris. 3. Bộ thứ 3 mang tên Việt Sử Lược, của một tác giả vô danh. Căn cứ vào câu Kim Vương xưa NG.THU nghĩa là Đức Vua hiện tại Xương Phù. Tra trong sử, Xương Phù là niên hiệu vua Trần Đế Nghiện, Đinh, Tỵ, 1377. Bộ này chép trong Tứ Khố Toàn Thư. Tiền nhân tôi có bản này, nhưng khuyết mất mấy trang. Từ năm 1965, tôi dùng bản của Cẩm Chướng Thư Cục, do chính phủ Trung .hoa Dân Quốc tặng Đại học Văn khoa Sài Gòn. Sau năm 1975, tôi dùng bản của Trung .hoa Thư Cục Thượng Hải. 4. Bộ thứ tư tôi dùng đến là bộ Việt Điện U Linh và Lĩnh Nam Chích Quái. Việt Điện U Linh, Lý Tế Xuyên thường được coi là tác giả đầu tiên. Lĩnh Nam Chích Quái, Trần Thế Pháp cũng được coi như là tác giả biên tập đầu tiên vào niên Hiệu Khai Hữu Nguyên Niên đời vua Trần Minh Tông, Kỷ Tỵ 1329. Năm thứ 5, phải kể tới bộ Thiền Quyển Tập Anh, của một tác giả giấu tên, biên soạn năm vĩ nhờ .th Định thứ 11 đời vua Lê Dụ, Tông, Ất, Mùi, 1715. Bản của tiền nhân tôi để lại là bản in vào thời vua Tự Đức. Nội dung chép 62 tiểu truyện các thiền sư, cùng ghi lại 67 bài thơ, 98 đoạn thơ của các ngài. Bản của bổn sư Nam Hải Diệu Quang là bản chép tay. Tuy có đôi chút khác biệt, nhưng đại thể vẫn giống nhau. 6. Tài liệu thứ 6 là các văn bia thời Lý còn lại. Đa số những văn bia này do học giả Hoàng Xuân Hãn phát hiện, sao, dịch, chú giải. Tổng số dùng tới có 6 văn bia. Bia chùa Báo Ân, bia chùa Sù NG.NGHIM Diên Khánh, bia thập Sù NG.THIN Diên Linh, bia chùa Hư NG.NGHIM, bia chùa Linh Xứng, Bia đền ngọ, xá. 7. Tài liệu thứ 7 là những tập ngọc phả tại đền thờ anh hùng dân tộc, được chép, gửi về bộ lễ triều Nguyễn xin phong thần. Tài liệu này, tiền nhân tôi khi làm việc tại Quốc Sử quán triều Nguyễn đã sưu tầm để lại. Thư viện Trung ương Paris cũng có một số bản khác nhau. Tôi dùng đến 101 bản ngọc phả. 8. Tài liệu thứ 8 mà tôi dùng là bộ Yên Tử Di Sự Lục, gồm 36 quyển. Sách chép tay, bản sư diệu, quan dùng để dạy tôi từ khi quy y, Ất Dậu, 1945, cho đến ngày tôi phải xa người, Giáp Ngọ, ngày 19 tháng 8 năm 1945. Năm đó, khi nghỉ hè, ngày 7 tháng 6 năm 1954, tôi lên chùa ở nghe người giảng dạy. Ngày 20 tháng 7 được tin Việt Nam chia đôi. Ngày 29 tháng 7 phụ thân cho gọi tôi về để theo gia đình di cư vào Nam. Bổn sư sai các sư cô Diệu, Hòa, Diệu, Đức, Diệu, Tịnh, Diệu, Minh ngày đêm sau cho tôi một bản. Nội dung bộ sách gồm 36 quyển. Trong đó, ở quyển 1, chép tâm, ấn truyền phả, tức biểu đồ thầy truyền cho trò. Truyền pháp tại Ấn Độ khởi từ Đức Thích Ca Mâu Ni cho ngài Ma chấm HAK giết, tới ngài Bồ Đề Đạt Ma 28 đời. Truyền pháp tại Trung chấm Quy U Ốc từ Bồ Đề Đạt Ma tới Tăng Sáng 3 đời. Tổ Tăng Sáng truyền cho ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, cộng 4 đời. Truyền pháp từ tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi cho đến ngài Tiêu Giao tại Đại Việt trải 18 đời. Từ ngài Tiêu Giao lập ra phái Yên Tử, truyền đến bản sư gồm 25 đời. Tới tôi là đời thứ 26. Từ Thí Cơ Hờ .ca Mâu Ni 1 Ấn Độ 28 Trung Quy U Ốc 3 Tiêu Sơn 18 Yên Tử 25 cộng chung 75. Ở quyển 2 đến quyển 10, chép hành trạng các tổ từ khi ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến Đại Việt cho tới Vạn Hạnh Thiền Sư 1018, cộng 45 truyện. Ở quyển 11 đến quyển 20, chép hành trạng các tổ từ sau Vạn Hạnh cho đến ngài Huyền Quang, cộng 54 truyện. Ở quyển 20 tới 36, chép hành trạng các tổ từ sau Tam Tổ tới ngài Nam Hải Diệu Quang, cộng 72 truyện. Tổng cộng 171 truyện. Bộ sách do nhiều người chép. Thường sau khi bản sư viên tịch, đệ tử sẽ chép hành trạng lại cho đời sau biết. Vì vậy số tác giả có lẽ tới 30 vị. Khi du học trở về Việt Nam, 1966, tôi có ý dịch sang Việt ngữ. Song vì bận rộn sinh nhai, lần lửa mãi tới năm 1970 vẫn chưa dịch xong phần đầu. Cư sĩ Chánh, Trí Mai Thọ, truyền mượn về đọc. Ông trao cho 3 chuyên viên phụ quốc, Vũ Khanh đặc trách văn hóa dịch. Sau biến cố 1975, tôi không rõ bộ này lưu lạc đâu. Tôi ngờ rằng nó vẫn còn ở Sài Gòn. Tuy vậy, trong thời gian viết Anh Hùng Tiêu Sơn, Anh Hùng Đông A, 1968-1975, tôi đã dùng bộ này để thuật về các Bồ Tát Đắc Pháp. 2. Tài liệu Trung chấm Quy U Ốc. Tôi dùng rất nhiều. Chỉ đơn cử ra một vài bộ chính. 1. Tống sử do Thừa tướng Thoát và A Lỗ Đồ làm tổng tài, cùng với 7 người biên tập, gồm 496 quyển. Đây là một trong 24 bộ chính sử Trung chấm Quy U Ốc. Tiền nhân dùng cổ bản dạy tôi học. Khi rời Bắc vào Nam, tôi không mang theo được. Cho đến nay, tôi cũng không biết bản đó là bản in năm nào. Ai in? In ở đâu? Từ năm 1965, tôi dùng bản trong tứ bộ bị yếu của Trung chấm HOA Dân Quốc tặng Đại học Văn khoa Sài Gòn. Sau 1975, tôi dùng bản của Trung chấm HOA Thư cục Thượng Hải. Bộ này in chữ nhỏ, nên số trang chỉ bằng 1/3 số trang cổ bản mà tiền nhân dạy tôi. Tổng cộng có 14.238 trang. Những quyển quan trọng nhất là ở quyển 1, 2, 3, Thái Tổ bản kỹ. Trang 1 52, ở quyển 4.5, Thái Tông bản kỹ. Trang 53 120, ở quyển 6, 7, 8, Chân Tông bản kỹ. Trang 121 174, ở quyển 9, 10, 11, 12, Nhân Tông bản kỹ. Trang 175 252, ở quyển 13, Anh Tông bản ký. Trang 253 262, ở quyển 14, 15, 16, Thần Tông bản kỹ. trang 263. 316, ở quyển 290, Địch Thanh, Quách Quỳ Liệt Truyện. Trang 9705. 9727, ở quyển 318, Trương Phương, Bình Liệt Truyện. Trang 10353. 10371, ở quyển 320, Dư Tỉnh Liệt Truyện. Trang 10397. 10413, ở quyển 324, Phạm Trọng, Im Liệt Truyện. Trang 10257. 10293, ở quyển 327, Vương An Thạch Liệt Truyện. Trang 10541. 10560, ở quyển 332, Lý Sư, Trung, Lục Sằng, Triệu Tiết Liệt Truyện. Trang 10673. 10695, ở quyển 334, Thẩm Khởi, Lưu Di, Hùng Bản, Tiêu Chú, Đào Bật Liệt Truyện. Trang 10721. 10741, ở quyển 336, Tư Mã Quan Liệt Truyện. Trang 10757. 10779, ở quyển 349, Yên Đạt, Diêu Tự Liệt Truyện. Trang 11049. 11064, ở quyển 350, Vương Quân, Vạn, Hòa Mân, Lưu Trọng, Võ, Khúc Chẩn Liệt Truyện. Trang 11067. 11090, ở quyển 446, Tô Giám Liệt Truyện. Trang 13149. 13172, ở quyển 480, Ngô Việt Tiền Thị Thế Gia. Trang 13897. 13917, ở quyển 481, Nam Hán Lưu Thị Thế Gia. Trang 13919. 13951, ở quyển 485, Ngoại Quốc Truyện, Hạ Quốc Thượng. Trang 13991. 14006, ở quyển 486, Ngoại Quốc Truyện, Hạ Quốc Hạ. Trang 14007. 14034, ở quyển 488, Ngoại Quốc Truyện, Giao chấm CHI, Đại Lý. Trang 14057. 14076, ở quyển 489, Ngoại Quốc Truyện, Chim, Thành, Chân, Lạp, Bồ, Cam. Trang 14077. Ở quyển 495, Màn chấm Gi Truyện, Quả NG.NGUIN Châu. Trang 14214. 14222. Tư Trị Thông Giám Cương Mục của Tư Mã Quan chép theo lối biên niên. Bộ này gồm 294 quyển. Mục lục 30 quyển, khảo dị 30 quyển. Khởi từ chiến, quốc, ngũ đại, trải 1362 năm. Hồi nhỏ tiền nhân chưa giảng cho tôi bộ này. Hồi 1963, nhân giúp cho người bạn Hòa lan soạn luận án tiến sĩ văn chương phương pháp chép sử của người Trung chấm quy u ốc. Tôi mới để ra hơn tháng nghiên cứu. Bản tôi nghiên cứu của Cẩm Chương Thư Cục Thượng Hải. Năm 1975 về sau, tôi dùng bản của Trung chấm HOA Thư Cục Thượng Hải. 3. Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên của Lý Đào. Chép theo lối biên niên. Khác với chính sử. Ở chính sử, các sử thần triều đại sau chép triều đại trước, nên có nhiều điểm không đúng sự thực. Lý Đào chép ngay sự kiện đang diễn ra. Bộ Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên chép từ Tống Thái Tổ lên ngôi vua, cho đến lúc nhà Tống phải dời đô xuống Lâm An, trải 166 năm, 9601-126. Tương đương với bên Đại Việt, niên hiệu Ngô Xương Văn, canh chấm THN, 960, đến niên hiệu xưa NG.PHU Duệ, Vũ thứ 7 đời Lý Nhân, Tông, Bí Nhờ chấm NGO, 1126. Thời gian này bao gồm tất cả bộ Anh Hùng Tiêu Sơn. Tổng cộng có 4.400 sự việc của 9 đời vua Tống. Sách chia làm 520 quyển. Khi ông tôi qua đời, tôi tiếp nhận số sách của người để lại có bộ này. Bấy giờ tôi mới 15 tuổi, chưa đủ kiến thức khảo cứu, thành ra chỉ đọc qua, thấy đó là một bản, chữ lớn. Khi di cư vào Nam, tôi không mang theo được. Đây là mối ân hận đeo đẳng suốt đời tôi. Vì trong đó ông tôi phê chằng chịt khắp mọi trang. Năm 1968, khởi sự viết lịch sử tiểu thuyết, tôi dùng bản của Trung.HOA Dân Quốc tặng Đại học Văn Khoa. Từ sau năm 1975 tôi dùng bản của Trung.HOA Thư Cực Thượng Hải. 4. Ngoài ra tôi dùng rất nhiều sách khác, như Ở Đông, Đô Sự Lược của Vương Xung, Ở Lĩnh Ngoại Đai Đáp của Chu Khứ, Phi. 5. Những năm 1976-1990, trong khi du hành sang Trung.Quy.U ốc công tác y khoa cho nước Pháp, tôi sưu tầm được rất nhiều tài liệu chép trong Đại Phương Chí, Mộ Bia, của những vùng biên giới Hoa, Việt, mà trước đây thuộc Việt. Những tài liệu này tôi sao chụp bằng scanner mang về. Tại Thư viện Thượng Hải, Bắc, Kinh, Quảng, Đông, Quảng, Tây, Vân, Nam, Quý, Châu, Hồ, Nam, tôi tìm được không biết bao nhiêu tài liệu liên hệ đến lịch sử Hoa, Việt giai đoạn 1010-1225 năm tức thời đại Tiêu Sơn. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.